tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Động thái bất ngờ của Ngọc Lan Thanh Bình giữa nghi án ly hôn. Vài ngày qua, người hâm mộ đã rất xôn xao khi có nghi vấn cặp vợ chồng diễn viên truyền hình Thanh Bình Ngọc Lan lục đục hôn nhân. Theo đó, nguồn tin này xuất phát từ việc không thấy cả hai xuất hiện chung trong vài tháng qua. Trên trang cá nhân, họ cũng không cập nhật ảnh hay chia sẻ về đối phương như trước kia. Mới đây nhất, một người còn soi ra được điểm bất thường trên Facebook của họ. Thông thường cặp đôi rất thích tắt nhau trong các dòng trạng thái, nhưng thời gian gần đây đều không có. Chế độ bạn bè cũng chẳng còn. Danh sách bạn bè của Thanh Bình không còn tài khoản của Ngọc Lan. Bên cạnh đó, theo một số nguồn tin thân cận, thì nữ diễn viên cũng đã chuyển về khu chung cư sống, mà không phải là căn biệt thự quận 2 hoành tráng mà hai vợ chồng ở từ trước. Chiếc xe mà Thanh Bình tặng vợ trong dịp sinh nhật cũng được cô rao bán. Giữa những lời bàn tán, Ngọc Lan bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh du lịch ấm áp cùng con trai Louis và ông xã Thanh Bình tại Hàn Quốc như lời phủ nhận việc hôn nhân trục trặc. Trong loạt ảnh này có thể thấy vợ chồng cô rất hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ sau gần 3 năm kết hôn. Ngọc Lan cũng hy vọng cả nhà sẽ sớm có những chuyến đi cùng nhau như thế để hâm nóng tình cảm sau những ngày làm việc bận rộn. Trước đó, Ngọc Lan cũng đã có những chia sẻ gây chú ý liên quan đến ồn ào hôn nhân. Vấn đề này tôi không thể chia sẻ gì hết. Tôi nói gì thì cũng dở. Lướt qua được thì tốt. Bây giờ mà chia sẻ gì thì cũng sẽ có hai luồng dư luận. Thứ nhất, người ta sẽ nghĩ mình trục trặc thật nên mình lên tiếng đính chính. Hai là người ta nghĩ mình đang cố ý đánh bóng tên tuổi. Đó là điều tôi không thích. Tôi không muốn dùng câu chuyện niềm vui, nỗi buồn cá nhân để PR. Tôi muốn khán giả biết đến thông qua sản phẩm mà mình đem tới. Về phía Thanh Bình, nam diễn viên phủ nhận tin đồn rạn nứt. Anh cho biết thời gian gần đây, do lịch công việc dày đặc nên ít có thời gian bên gia đình. Bản thân Thanh Bình luôn an tâm mỗi lần đi diễn, bởi Ngọc Lan và con trai Louis luôn nhận được sự hỗ trợ chăm sóc từ các em. Thanh Bình nhấn mạnh rằng khoảng cách không làm cho tình cảm vợ chồng anh bị phai nhạt như lời đồn thổi. Ngọc Lan Thanh Bình luôn được biết đến là cặp vợ chồng hạnh phúc trong showbiz Việt. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.